Những bác sĩ xinh đẹp đại tài trên màn ảnh xứ Kim Chi. Màn ảnh xứ Kim Chi xây dựng thành công nhiều nhân vật bác sĩ tài sắc vẹn toàn cho các nữ diễn viên nổi tiếng như Song Hye Kyo, Park Shin Hee, Go Hee Sun đảm nhận. Go Hee Sun, bác sĩ Macaron. Trong phim Bác sĩ Macaron, Go Hee Sun đảm nhận vai nữ chính Yorita, một bác sĩ nội trú đồng thời là cháu gái ruột của viện trưởng. Xinh đẹp, tài giỏi và xuất thân từ gia đình danh giá, cô này là một bác sĩ hoàn hảo trong mắt mọi người. Song Hye Kyo, hậu duệ mặt trời. Bên cạnh chàng soái ca quân nhân Yoo Ji Shin, Song Joong Ki đóng nữ bác sĩ Kang Mo Yeon do nữ diễn viên Song Hye Kyo thể hiện không hề mờ nhạt. Ngược lại, cô đã đưa lại hình tượng trở nên sống động hơn bao giờ hết trong phim Hậu duệ mặt trời. Park Shin Hee, Doctor. Không sở hữu chiều cao lý tưởng, không phải là gương mặt hoàn hảo nhất xứ Kim Chi, nhưng Park Shin Hee luôn nằm trong top mỹ nhân được yêu thích nhất. Năm 2016 đánh dấu sự trở lại của cô trên màn ảnh nhỏ với vai diễn chính Doctor sau hơn một năm vắng bóng. Park Shin Hee vào vai Yoo Hee Jung, một bác sĩ có quá khứ đầy đau khổ và sốc nổi. Từ khi còn bé, cô đã đóng cửa trái tim tất cả mọi người xung quanh, không đặt niềm tin vào bất cứ ai. Chỉ đến khi gặp được thầy giáo là bác sĩ Hong Ji Hong, Kim Jae Won đóng, Hee Jung mới bắt đầu thay đổi và quyết tâm trở thành bác sĩ. Han Hee Yo trong phim W. Han Hee Yo được mệnh danh là mỹ nhân cười đẹp nhất xứ Hàn. Cô mang một vẻ đẹp dịu ngọt nhưng cũng đầy sắc sảo và cuốn hút. Trong loạt hình Han Hee Yo với tạo hình y sĩ vừa được nhà sản xuất tung ra, nữ diễn viên vẫn khiến người hâm mộ ngất ngây bởi nhan sắc không tuổi dù đã chuẩn bị bước sang ngưỡng 30. Cô vào vai Oh Ji Young, một bác sĩ thực tập ngoại khoa lồng ngực có ba, là tác giả bộ truyện tranh nổi tiếng W.